Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Mẹ anh Tú á. Chị mình có cần vô chào. Phải chào chứ. Dạ. Dạ, tụi con chào bác. Các con biết bác à? Dạ, dạ biết. À, bác ở đây là bác là mẹ anh Tú phải không? Đúng rồi, thằng Tú nó nổi tiếng như vậy sao? À, dạ. Mà nổi tiếng cũng phải bởi vì nó là giám đốc. Giám đốc? Đúng rồi. Dạ. Các cô ở đâu? Tại sao tôi không biết các cô? À dạ, tụi con là cũng là bạn của anh Tú. À. Rồi chồng tụi con cũng là bạn của anh Tú. Vậy dạ. Sao? Tụi con ở vòng vòng khu dạ. phố này nè nên là biết nhau. Ồ, vậy à. Dạ. Mà chồng của các cô á làm nghề gì? Chồng tụi con là nhân viên bình thường thôi à bác. Có công việc á là tốt rồi. Chứ không phải ai cũng được như là thằng Tú. Thằng Tú thấy như vậy chứ nó cực lắm. Nhiều khi nó muốn cái đời sống nhân viên bình thường như chồng các con mà không được. Bởi vì nó là giám đốc. Dạ, đúng rồi, con cũng nghĩ là ảnh cực dữ lắm. Dạ, che đậy cực lắm. Ai che, ai đậy? Ai dạ, ý là tại vì làm giám đốc mà ha. Ở trong cái xóm này nổi tiếng lắm, đi là phải che đậy cho nó kỹ. Không thôi người ta lại, người ta xin chữ ký. Đúng rồi, thằng Tú nó xuất hiện, nó như một vì sao. Dạ, công nhận bác là có phước ghê, có con trai làm giám đốc luôn. Chưa hết nghe, dưới thằng Tú còn có những nhân viên hết sức là ưu tú. Dạ. Tôi là tôi chấm cái thằng Vĩnh. Dạ. Cái thằng Quân. Hả? Đẹp trai, dễ thương. Nhân viên của Tú là Vĩnh và Quân hả bác? Chính xác. Dạ. À, dạ. Cười cười cái gì? Có biết người ta không mà cười. Dạ, à, dạ không, không. Không quen. Tụi con không có dịp được gặp. Trời ơi, ước gì mà tụi con được gặp những cái người nhân viên mà xuất sắc như vậy á bác. Giám đốc con của bác chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi là hai nhân viên đó sẽ xuất hiện liền. À, để coi, để coi. À, bác sẽ làm một cái buổi tiệc với dạ. chủ đề là vì ta quen nhau. À, dạ. Sau đó gọi tất cả lại để giới thiệu cho tụi con ha. Dạ nhưng mà là... bác ơi tụi con bận. Đâu có bận. Rảnh mà. Được gặp trai, được gặp nhân viên xuất sắc đúng không bác? Ừ. Tụi con rảnh hết á. Khi nào mà bác kêu là tụi con qua liền. Vậy hen. Dạ. Rồi yên tâm dạ. đi nghe. Dạ. Con trai à, yeah. hãy lo cái việc chuyên môn của mình đi. Yeah. Còn cái chuyện bếp núc để cho nhân viên quen người ta làm. Dạ, tại con sợ tụi nó ở trỏng lâu, tụi nó lộ. Lộ cái gì? Ai lộ? À không, tụi nó lộn, tức là tụi nó làm lộn này kia. Giám đốc mà ăn chi nói. Y chết, nước cam mẹ dắt, tại sao con không uống? Dạ, cảm ơn mẹ. Ừ. Vĩnh à. Dạ. Xong chưa con? Dạ 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 xong. Tụi con xong rồi. Làm gì lâu dữ vậy? Gọt cam nè, bác kêu gọt cam nè. Cái này là hai đứa làm từ hồi nãy giờ. Dạ đúng dạ. rồi. Người ta cắt cam là người ta phải cắt cho miếng cam nó đẹp, nó cong vút lên như vậy. Nhìn miếng cam người ta liên tưởng đến là những cái con cong xòe đuôi. Còn tụi con cắt cam gì mà quặp vào như vậy, người ta sẽ liên tưởng tới những con chim cắt cụt. Ờ vậy con định làm vậy mà. Không không không, sai rồi sai rồi. À các con hãy làm việc của mình đi, mẹ sẽ vào mẹ làm lại. Dạ, dạ. Ăn có trái cam mà cực quá vậy mẹ. Dạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh Hà Đào, vậy? Tôi ghen lắm nha. Đấy, tụi tôi á đã giả là nhân viên à, trong là ship một ngày thôi chứ. Hôm nay cuối tuần rồi, mà con kêu tụi tôi qua đây làm bóng xiên để cho mẹ không mở tiệm nữa hả? Một tuần tôi có
có một cái ngày rảnh rỗi ở nhà để hầu vợ thôi. Không làm đi qua đây ở đợi cho ông. Vợ tôi nó biết nó tiễn tôi lên Tây Thiên liền. Ơi mấy ông ơi, mấy ông giúp tôi thì giúp cho chót đi. Chừng nào mẹ tôi, mấy bữa nữa mẹ tôi về quê rồi, lúc đó thì bình thường trở lại. Còn ông yên tâm đi, cái mặt của ông không bao giờ mình lên bàn thờ được đâu. Ừ. Xuống địa ngục á, ở tầng thứ 18. Bây giờ ông mới xuống địa ngục bớt. Bớt phụ tôi, bớt phụ tôi. Mẹ vừa đi vắng, các con cãi nhau à? Dạ không, không. Tôi có mời mời sếp uống nước. Sếp lo làm việc quá mà không ăn uống gì. Dạ. Nghe gì không? Đó là tiếng chuông của nhà mình đó. Chắc là hai cô bé xinh đẹp gõ cửa đây nè. Còn con nhìn cái gì mà nhìn? Bước ra ngoài đó, mở cửa ra đón tiếp hai cô bé. Con đi. Dạ. Còn con nữa. Con đi luôn. Hai đứa đi chung. Dạ. Đi đi. Đi thiệt hả? Nhanh lên. Dạ. Ai chết? Dạ. Con mẹ. Trai à? Dạ. Mẹ suy nghĩ lại rồi. Để cho hai đứa nhỏ này đi, nó mở cửa nhiều khi không có lịch sự cho lắm. Để mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Vợ, vợ, vợ gì? Vợ gì? Sao tự nhiên em tới đây vậy? Đi về, đi về, đi về. Dạ, con chào ba. Dạ, con chào ba. Dạ, dạ. Sao lại về? Ai kêu về? Đây nè. Dạ, mấy người này. Con đâu có kêu về, con kêu vào. Vào, vào, hai em, hai em. Vào đi, đi về. Biết tao nhiêu tuổi không mà kêu em kỳ ghê á ba. Kêu chị cho nó thân mật. Con kêu. Chứ không lẽ tôi kêu. Con có kêu không bác? Kêu luôn. Dạ. Chào chị. Chào chị. Khoan. Chào hai chị nó mới rõ ràng. Dạ. Chào hai chị. Hai chị chào hai em. Ngoan. Ủa có gì mà lâu dữ vậy mẹ? Cái gì mà té? Thằng sớm mẹ nói đây đó hả? Đúng rồi. Mẹ thấy hai cổ thiệt là dễ thương xinh đẹp nên mẹ mời tới nhà dự tiệc luôn. Trời ơi bác, con công nhận nhà bác hả có phước ghê á. À, anh nhà đây có hai nhân viên vừa lịch sự vừa dễ thương nữa. Mà hai chị bộ hôm nay cuối tuần không có bận chuyện gia đình hả, mà sao qua đây dự tiệc chi vậy? Bác mời. Bác mời là cho nốt. Đúng rồi, tôi là người mời hai cổ đến đây để cho thấy cái sự hoành tráng của con tôi. Bây giờ như vậy nè, vào nhà uống một tách trà, chúng ta đàm đạo. Dạ, con khát nước quá. Không được đâu mẹ, con nhớ rồi, bây giờ là con có cuộc họp rất là gấp luôn. Bây giờ phải lên công ty liền. Đúng không, tới giờ mình họp rồi. Dạ, tụi con cũng phải họp chung với sếp nữa. Bác nè bác, về thôi, con đi nha bác, con đi nha bác. Đi. Đi đâu mà vội mà vàng. Dạ. Chào hai chị. Dạ. Chào hai chị. Trời ơi, công nhận nha, hai em lễ phép quá. Ráng đi, mình đi họp á, rồi mình về sớm với vợ với con nha hai em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, con đi. Dạ, con đi. Dạ. Khoan, con trai. Dạ sao nữa mẹ? Dạ không biết rồi, em thưa hai chị em đi. Con là sếp, cần gì chào hai chị. Chào mẹ của sếp là được rồi. Lại mẹ con đi. Dạ, công nhận ha, mấy người đó lịch sự ghê. Dạ. Tôi giáo dục chúng nó nên người. Dạ, bác có phước quá. Ủa? Dạ. Dạ. Mời hai cô tới dùng tiệc. Dạ. Mà bây giờ tụi nó đi hết rồi. Dạ. Vậy về đi. Ủa? Vậy đi ha. Dạ. Dạ. Ủa tụi con về. Sao tự nhiên em thấy thương chị Liễu quá ta? Muốn viết báo về má của anh Tú ghê.